Ôi rồi anh em ơi, anh em nghe cái âm thanh gì không? Mình cứ tưởng là mình ở rơi vào nhầm hành tinh nào, hóa ra là vũ khí mới. Trời ơi, cái quả nó kêu đau đầu vãi lìn, nhìn này. Ô, cái quả lục này mới cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay ở bên Chu Ký Trung Quốc em ạ. Đây, hôm nay mình cũng xin được người anh em xa xứ mượn được ác buổi sáng để quay clip anh em ạ. Quay này xong trận chiến mãn nhãn cho anh em xem nó sướng. Anh nghe thấy không? Rồi hôm nay mình sẽ cầm Sky Legend 3 sao, Lục Legend và Jungling. Ui nhìn nó đây. Hình như đây là cái kỹ năng đặc biệt của cái quả súng đấy anh em ạ. Đau đầu vãi. Đấy rồi, lên. Nó tiếng nhìn cái tia laser của nó. Ui. Ui này, đấy kia. Nó giống cái shotgun laser nhỉ? Má, nó vẫn sẽ có mấy thanh rồi. Ôi. Ui kìa, nhìn kìa. Ôi cái này chặn zom ngon vãi. Cái laser của shotgun laser thì nó không chặn được zom em. Mà cái này thì chặn được ngon. Ui nhìn kìa. Thôi bị ăn cận chiến rồi. Ồ, thế là tầm gần anh em ạ. Nếu mà bắn cái tia đấy ở trong tầm gần thì nó sẽ tính là cận chiến. Ai trưởng vừa bị làm chậm xong rồi thế. Làm chậm cái này nó không di chuyển nổi luôn ý. Khó vãi. Ôi, nó zombie khỏe đấy. Lục laser. Thấy không? Thấy kiểu nó làm chậm không? Rồi, nó còn bị lỗi cả âm thanh ạ, vãi. Vãi nổ. Để rồi, cận chiến đầu tiên với Ska Legend. Súng mới, đồ mới nó hay bị lỗi quá. Ban đầu nó câu pi vậy thôi anh em. Mấy hôm sau lại phế như gì. Úi, có cận chiến luôn kìa, 6 kill cho Wurling luôn. Kìa đơn giản chưa? Nghe là nếu mà chưa xem cái khả năng của nó thì có thể lên group nhé. Ôi, bắn khỏe thế nhỉ. Trời ơi, combo này đi chơi chú quỷ thì ping. Đây là mình còn chưa chơi ấy đấy nhá. Mình kiểu nó đổi góc nhìn nên đâm ra mình hơi bị ngợp. Mình không quen lắm. Úi, cận chiến luôn đấy. Còn đấy là mình cận chiến bằng kỹ năng đặc biệt của Ska đấy. Súng OP quá. Ôi. Này thì súng rác này. Kỹ năng nhỏ là khi mà em bấm V ấy, khoe vũ khí thì sẽ có cái con bóng ảo. Phân thân. Ôi. Ai làm chậm này vai. Ôi cận chiến luôn kìa. Vãi. Ôi nó còn bị làm choáng này. Choáng của cái gì vậy ta? Trời má. 12 seconds later. Ok mẹ. Này thì ok này. Nó như súng băng em ạ. Nhưng mà nó mạnh hơn tỷ lần. Súng băng thì mãi anh em mới đóng băng được không. Còn khẩu này thì nó vừa bắn sát thương to. Xong rồi là má top nó chạy được luôn. Nhờn này. Ui. Ký sinh trùng cũng mạnh. Ơ mình vẫn còn huyết thanh em. Mình cứu đấy bạn đấy à. Này nhìn nào, như nó bắn kìa. Cái này nó chém tới chết luôn nhỉ. Vẫn luôn xuống lục lên gần ra kịp ạ. Ảo thật. Đổi đây bạn ơi, mình có lục 2 sao này. À đây, mình có con hero bóng tối đấy. Hãy dọn đây. Đó, khi anh kích hoạt thì anh sẽ chuyển sang dạng hero bóng tối như này. À, cầm hai cái liềm. Và có chuột phải anh em. Chuột phải là một cái kỹ năng đặc biệt. Và có kích hoạt ship này. Ship vào lướt đấy các bạn. Ship hồi nhanh lắm, ship hồi có mấy giây rồi hồi thôi. Có cái gọi E này. E là gồng. Chuột phải là quay 360 độ này. Đây mình sẽ thử con này, ship này. Ui. Bạn chém đỉnh vãi lì đấy các bạn. Nhớ. Ơ, vậy đấy. Chuột phải. Mèo.
ok nhá, ok nhá. Mình làm quen dần được cái sức mạnh của bóng tối anh không? Rồi, hai con liền. Đổi đi bạn ơi, đổi đi. Có bom này có chức năng gì đấy? À, có bom này có khả năng gài đấy. Đồ, tạo ra một cái vòng tròn luôn. Chả biết là cái tạo dụng gì. Chắc là nó sẽ có cái bom gì đó. Sao mà ôi, sao mình mất máu kìa? Sao mình mất máu thế? Sao quả đấy với anh em để ý sao mình mất máu á? Bạn ơi, anh gì đẹp trai này, đại gia này, nhà nghèo thì tiền tiêu thá ga. Mày đấy. Má, thằng này chỉ biết chạy thôi, nó có súng mạnh nhưng mà đồ nhát chết. Đồ nhát chết, chết ngay. Một thằng Scar Lagoon hơi bị bệnh. Úi dồi, Pandora kìa. Lên đây. Đây, mình ra kích hoạt một cái có bom nữa đây. Úi dồi, cái khuyên em đem tìm mình cần chế đến con Pandora này. Nhớ, đuổi đấy. Úi thằng nào chết thì còn đúng cái hồn này. Này, còn đúng cái tia tia của nó đấy. Kiểu đấy đúng kiểu là cầm súng mới nhưng mà chết không nhắm mắt đấy. Đợi đi. Nó mắc cận chiến đấy. Chiến này mới được bom rồi. Ui, ba loại vũ khí đều có khả năng cận chiến mạnh. Mình có hai quả bom anh ạ. À, quả 5 là quả khác à. Có 4 với 5 này. Ui, tưởng zombie xanh lá thế nào. Lo được. Có xả nữa đâu. Zombie xanh lá thế nào vào đây. Con zombie đấy đấy, khi mà có cái vòng tròn xanh ấy, nó sẽ có cái nhiều cái khả năng vượt trội hơn zombie thường nhé. Kiểu nó sẽ chạy nhanh hơn này, hồi máu này, đang... bắn xuyên tường nhé bạn, bắn xuyên cửa mà nó vẫn dùng được kỹ năng này. Đấy rồi, hero bóng tối, ship này. À, ship anh em sẽ hồi được, nó sẽ có tích lũy 3 lần anh em ạ. Wow. E. E là nộ, bật nộ lên. Mạng đầu tiên với hero bóng tối. Mạnh quá. Trời ơi, ship này, đấy. Được 3 lần lướt rồi anh em ạ, hoàn vãi. Thế con này vừa có khả năng ám sát, vừa cận chiến luôn. Kỹ năng E, gấu lên. Bùm, và trượt. 3.000 máu anh em ạ, chém một phát 3.000 máu kìa. Ui, đổi zom này, cũng biết chơi game đấy. Chết ngay. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em cho mình cảm nhận về con hero bóng tối này. Và quả súng mới. Quả lúc mới nó ra quá thật đấy. Quả đấy cận chiến ra quá. Bấm nhấn like nhá.